Xin chào các bạn. Em đang có hai cặp chép, một cặp chép giấy và một cặp chép điện. Và cũng rất là nhiều bác dặn em là có loa chép rồi thì hãy liên hệ cho bác. Nhưng vì lý do là nhiều bác dặn quá nên em cũng không biết để cho bác nào nha. Nên em đang lên cái clip này. Bác nào mà thay trước thì alo điện trước cho em để sở hữu một trong hai cặp chép này nha. Bên phía bên tay phải của em là một cặp chép điện. Đây, chép điện này thì tiếng rất là nhuyễn và cái tiếng nó rất là bén luôn. Thậm chí là bén nhất trong các dòng chép, kể cả chép đom, chép lụa hoặc là chép titan và chép giấy nha. Đấy, con chép này thì mỗi cái chép theo em nhận xét thì chép nào cũng hay, nhưng mà mỗi cái chép nó đều có cái hay riêng của nó. Như trong tay em đang cầm là một cặp chép điện Chiyo Kenwood. Con này là hàng Nhật Nòi luôn nha, Japan này, hàng Nhật Nòi và zin xịn 100%. Còn phía bên đây là keo của nó dán này. Đấy, cái keo của nó dán nha, nó hơi bị lem bởi vì cái chép này cũng rất là lâu đời rồi, nó tầm khoảng vài chục năm rồi. Đấy, nó keo dán hồi xưa thì nó dán chắc bằng thủ công nên keo nó hơi lem một tí như thế này, còn bây giờ thì họ dán bằng máy quay hết nên keo nó rất là gọn gàng. Để anh em xem này, keo này rất là bẩn nha, nhưng thực chất thì tiếng nó đánh rất là hay. Đây là một loại chép điện. Đấy, chép điện này tiếng rất là đanh nha. Đấy, từ vuông Japan Kenwood Chiyo. Em đang có một cặp chép này. Đấy, một cặp chép này nha. Đấy, con này cũng như nhau và keo nó cũng lem ở chỗ cái cọc loa của nó đây. Đấy, cái dòng này nghe tiếng rất là bén, rất là sáng luôn. Và anh em lưu ý là những cái cặp loa chép này không nên dùng để hát karaoke nha, bởi vì khi dùng nó hát karaoke nó sẽ rất là dễ cháy loa chép, đặc biệt là loa chép điện này rất là dễ cháy luôn, không cần hú hít đâu, nó chỉ cần hét lớn một tí thôi là nó có thể gây ra cái công suất cháy loa, cháy cái loa chép này rồi nha. Đấy, chép điện này để dùng hát, để dùng chuyên về nghe nhạc, không để hát karaoke các bác nha. Đấy, bác nào mua thì cũng nên cân nhắc cái việc mình mua và mục đích mình mua và sử dụng cho thể loại nhạc nào. Đấy, em cũng xin cân nhắc là không hát karaoke nha, để chuyên về hát nhạc vàng, nhạc bolero hải ngoại là tiếng nó ra vô địch. Đấy, đây là chép điện, cặp này em đang bán với giá là 1 triệu đồng. Tiếp theo là một cặp chép giấy, con này cũng là của Chiyo Kenwood Japan luôn này. Đấy, em đang có hai cặp. Và cái đường kính của cái loa chép giấy là 10, đây em đang đo ngay trung tâm luôn này, trung tâm của nó là 11/5 ly. Đấy, đo ngay trung tâm nha, là 11/6 ly chứ không phải 5 ly nha. Đấy, 11/6 ly, anh em xem này, nó gần 2 phân, nó gần 12 phân. Đấy, em sẽ đo lại bên đây cho dễ thấy này. Đây, 11/5 ly hoặc là 11/6 ly nha. Đấy, có nghĩa là nó gần sắp xỉ 12 phân. Còn cái chép vuông em sẽ đo luôn để cho các bác nắm rõ những cái chi tiết nha. Thì thường chép điện thì họ hay để như vậy, họ hay để đứng như vậy này. Đấy, thì em sẽ đo theo cái chiều đứng của nó luôn. Trước tiên là chiều ngang của nó là 11/1 ly. Chiều ngang nha là 11/1 ly. Còn cái chiều dọc của nó đây, chiều dọc của nó là 9/3 ly nha. Đấy, 9/3 ly. Đấy, em có đo kích thước rõ ràng cho anh em về anh em có thể độ thùng, chế thùng hay hoặc là chế cháo hay nào gắn lên thùng của mình, bất cứ cái lỗ nào mà nó vừa thì mình gắn lên xài, cũng như là thay thế cái loa chép của mình nhà nó bị đứt đấy nha. Đấy, cặp chép điện này là 1 triệu này. Còn cặp chép này là giá 800 ngàn. Đấy, chép kêu rất là đanh, rất là tiếng rất là sáng luôn. Anh em xem cái củ nó đây này, củ nó chép rất là khôn, rất là dày này. Đấy, cả hai cặp là 1,8 triệu nha. Đấy, bác nào mua hai cặp này em sẽ bao ship luôn. Đấy, nhà bác nào mà có nhu cầu, cái dàn của bác nào mà thiếu chép á, đang có nhu cầu tăng cường loa tiếng chép thì
liên hệ cho em nha, để sở hữu hai cái cặp loa chép này, đánh rất là hỗn. Và khi mua cái hàng này, anh em lưu ý là về mình phải gắn thêm một con tụ vô, con tụ cản chép vô nha. Cái con tụ đấy thì mua rất là dễ dàng, anh em có thể ra những cái cửa hàng bán đồ điện hay là bán những linh kiện điện tử hoặc là những cái tiệm mà sửa điện tử đấy, thì họ có rất là nhiều những cái con tụ cản chép như thế này. Giá nó chỉ có vài ngàn một con thôi, 10 ngàn một con cũng có. Đấy, anh em mua về để gắn vô đây cho nó cản lại, không là nó sẽ cháy mất nha. Đây, hai cặp loa chép giấy và một cặp loa chép điện như nhau. Đấy, về theo hồ mà chế cháo. Giá hai cặp là 1,8 triệu nha. Cặp chấp điện là 1 triệu, còn cặp chấp giấy là 800 ngàn. Đánh rất là chất luôn này. Đấy. Và kích thước em cũng đo đầy đủ rồi. Bác nào mà có nhu cầu về các loại chép thì nên liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng Trung Quốc nha. Và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt các bác ạ.